quý vị và các bạn, bản chất của việc dạy thêm học thêm không có gì đáng phê phán nếu như nó xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện, bổ sung kiến thức của người học và động cơ không vụ lợi của người dạy. Tuy nhiên, khi học thêm đã trở thành phong trào, người dạy đặt lợi nhuận thu được lên trên quyền lợi của học sinh, thì không chỉ gây hệ lụy xấu với các em mà hình ảnh và uy tín của người thầy bị giảm sút là điều khó tránh khỏi. Lúc đó, dạy thêm học thêm sẽ mất nhiều hơn là được. Trên các trang mạng xã hội thời gian gần đây, bức thư của một tân binh cấp 3 đang được chia sẻ rầm rộ. Em là học sinh giỏi từ lớp 1 tới lớp 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, gửi tới các bác lãnh đạo, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo nói rằng em ghét việc học. Trong thư có đoạn: đã nhiều năm nay, hầu như cuộc đời của học sinh chúng cháu chỉ là thức dậy, đi học trên trường, đi học thêm, về nhà và lặp lại. Qua nhiều năm, niềm đam mê học tập của cháu dần mất đi. Cháu bắt đầu kiệt sức, chán nản và tuyệt vọng khi nghe đến chữ học. Dường như những tâm tư trong bức thư này đã nói hội suy nghĩ của nhiều học sinh hiện nay đối với việc học. Với em thì việc học thêm hơi bất an. Tại vì ngay bài trên lớp mà em không có thời gian để làm bài tập về nhà thì bài học thêm em cũng thế. Thường thì đi học 12-15 buổi và mệt và cũng cảm giác khá là mệt với cả đôi lúc cũng nản vậy. Từ một phong trào học tập được khuyến khích là kèm cặp bổ trợ kiến thức với những học sinh yếu kém trung bình, bồi dưỡng học sinh giỏi, thì nay mặc dù không thể phủ nhận hiệu quả mà học thêm mang lại, nhưng nơi nơi học thêm, nhà nhà dạy thêm với những biến tướng khác nhau đã khiến các em không còn kịp cảm nhận cuộc sống của lứa tuổi đẹp nhất. Thậm chí, về lâu dài, nó còn tác động xấu tới việc hình thành niềm tin và nhân cách của học sinh. Nó cũng có phản về phản ánh là con không hiểu các bạn, lớp con là học có một toán thì có lúc học ba cô văn ba nơi thì con về các bạn nên nói chuyện với con cứ ngơ ngơ không đó. Đấy, mình thấy như thế là cũng không ổn. Thầy cô thì được thêm đồng tiền để lo cuộc sống của mình thật, nhưng mà tôi nghĩ rằng những thầy cô này mất nhiều hơn. Mất cái danh dự của mình, mất cái lòng tự trọng, mất cái niềm tin, mất cái yêu thương, tôn trọng của chính học trò của mình. Nhiều ý kiến cho rằng, xét trên tổng thể, số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo chỉ là thiểu số, không phải là hiện tượng phổ biến. Tuy nhiên, nó đã góp phần làm ảnh hưởng xấu tới cách nhìn nhận của xã hội về hình ảnh nhà giáo, nghề từng được coi là cao quý nhất trong các nghề cao quý. Điều này khiến nhiều nhà giáo có tâm cảm thấy chăn trở, băn khoăn. Thực ra là người giáo viên chúng tôi cũng rất là công tác rất là lâu rồi đấy, mấy chục năm rồi đấy. Cũng cảm thấy rằng là đôi khi mình cũng bị một cái gì đấy rất là xúc phạm khi mà xã hội người ta nhìn nhận chưa đúng cái vấn đề này. Thì mình nghĩ là cái đó phải tìm ra được những con sâu để mà bắt. Chứ nói chung như này thì đâu có phải tất cả giáo viên đều là ép học sinh đi học đâu. Nhiều ý kiến cũng cho rằng thay vì nhồi nhét các em vào lớp học thêm thì điều quan trọng không kém là các em cũng cần được giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, vui chơi, giải trí. Việc lạm dụng học thêm, dạy thêm thì học sinh sẽ mất cơ hội tham gia những công việc, hoạt động khác phù hợp với nhu cầu lành mạnh của trẻ, không được làm những công việc mình yêu thích, không hiểu được giá trị của cuộc sống, những điều mà kiến thức trong những buổi học thêm không bao giờ bù đắp được. Phòng khám bệnh từ thiện theo phương pháp diện chẩn, ngụ tại thôn Diombe, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương này đã được thành lập khoảng hơn 2 năm nay và một ngày tiếp đón hơn 20 bệnh nhân. Bệnh nhân đến đây hầu hết đều là những người có hoàn cảnh khó khăn hay là đồng